Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống, mời quý vị cùng theo dõi chùm phóng sự về chủ đề ngăn chặn và đẩy lùi hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch. Cuối chương trình mục Nét đẹp xứ Nhãn, mời quý vị cùng gặp gỡ một gia đình hiếu học tiêu biểu ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi mục Muôn mặt đời sống. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, trong khi toàn tỉnh đang ra sức ngăn chặn dịch bệnh, thì vẫn còn đó những hành vi thiếu ý thức, vi phạm pháp luật về công tác phòng chống dịch như tụ tập hát karaoke trong mùa dịch. Dịch vụ vẫn hoạt động bất chấp quy định cấm, không thực hiện nghiêm việc cách ly, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của các ngành chức năng. Trong tháng 8 vừa qua, tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, có hai quán karaoke vẫn hoạt động bất chấp quy định cấm. Quán karaoke Sắc Việt KTP và Lộng Gió tổ chức cho hàng chục nam nữ hát hò tại quán. Công an thành phố Hưng Yên và Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Trung Nghĩa đã bắt quả tang các đối tượng đang tụ tập đông người và xử phạt hành chính mỗi quán 15 triệu đồng vì vi phạm quy định phòng chống dịch. Một số cái nguyên nhân thì trong đó thì có một số ít là về cái chưa hiểu biết về cái việc mà phòng chống dịch bệnh, thì trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là công tác tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã. Mới đây nhất, một người dân tại thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, dù đang trong thời gian cách ly tại nhà nhưng vẫn đi bán hàng tại Hà Nội, sau đó mắc COVID-19 khiến 1.000 hộ dân và hơn 2.000 nhân khẩu bị cách ly phong tỏa. Đây là lần thứ tư xã Yên Phú xuất hiện ca nhiễm COVID-19. Ba trong số đó đều liên quan đến các cá nhân không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chỉ vì sự thiếu ý thức của một số cá nhân mà cuộc sống của hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Nhân dân đang hoạt động bình thường, nên bây giờ là ảnh hưởng đến Covid thế này là dân là nghỉ hết. Rau cỏ rồi chợ búa là tất cả nghỉ, không bán được, không thu hoạch được. Những người mà không chấp hành như thế thì không chấp nhận được, là những người là phải phạt. Theo thống kê của Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 30 tháng 4 đến hết tháng 8 năm 2021, Công an các đơn vị, các địa phương đã phát hiện, đề xuất xử lý gần 1.300 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch với số tiền xử phạt trên 2,6 tỷ đồng, đã khởi tố một vụ việc. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đeo khẩu trang nơi công cộng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành quy định, đưa tin giả về dịch bệnh, cá nhân thực hiện không nghiêm việc cách ly phòng dịch. Thời gian vừa qua, một số cá nhân do lơ là chủ quan, không tuân thủ các quy định phòng chống dịch đã dẫn tới hiệu quả nghiêm trọng. Vụ cắt tóc ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ nằm lây lan dịch bệnh là một ví dụ điển hình. Gần 2 tháng sau khi xảy ra vụ lây lan dịch bệnh từ quán cắt tóc của gia đình mình, chị Thơm ở thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng rất hối hận bởi chị Pì tham chút lợi nhuận mà phải đánh đổi bằng sức khỏe của bản thân và người thân, đồng thời ảnh hưởng tới cộng đồng. Giữa tháng 6 vừa qua, quán cắt tóc này đã tự ý mở cửa hàng, bất chấp quy định cấm, sau đó bị lây dịch COVID-19 từ khách đến cắt tóc. 6 người trong gia đình chị Thơm bị nhiễm COVID-19, còn xã Trung Hưng với hơn 9.000 nhân khẩu bị phong tỏa trong 21 ngày. Vợ chồng em cũng biết nỗi, bởi vì là khi để xảy ra thì em không mong muốn, em sợ cái bệnh này lắm. Nó thực sự rất sợ, cũng không nghĩ đến mức độ như này, chứ còn nếu mà biết thì em cũng không bao giờ dám. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người đối với chủ quán cắt tóc này. Đây là một biện pháp quyết liệt và cần thiết của các cơ quan chức năng để chấn chỉnh việc chấp hành quy định phòng chống dịch. Xã Trung Hưng cũng rút ra được bài học trong quản lý các dịch vụ kinh doanh trên địa bàn. Dịch vụ không thiết yếu là thực hiện theo cái văn bản của tỉnh Yên Bái, là xã cũng đã kiên quyết là cho dừng. Và thường xuyên ngoài giao cho anh em công an phối hợp với ban chỉ đạo, đặc biệt là cái tổ phản ứng nhanh, là kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm nếu mà để tái diễn. Trên hết, ý thức chấp hành pháp luật và quy định phòng chống dịch của mỗi cá nhân là quan trọng hơn cả. Người dân không nên vì cái lợi trước mắt hay sự bất tiện mà chủ quan phòng dịch, vì đó có thể ảnh hưởng đến nỗ lực phòng chống dịch của cả xã hội. Để nâng cao nhận thức của người dân cùng chung tay phòng chống dịch cùng với các ngành chức năng, thì công tác tuyên truyền dưới mọi hình thức cũng đóng vai trò quan trọng để người dân biết được các quy định phòng chống dịch, từ đó chấp hành nghiêm. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh hôm nay mời quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập yêu cầu
tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, dừng các hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, trò chơi điện tử, quán bar, vũ trường, massage, chiếu phim, phòng tập gym rất cao. Những quy định cấm cũng như những thông điệp về phòng chống dịch bệnh COVID-19 như thế này được xã Tân Lập tăng cường phổ biến trong thời gian vừa qua trên hệ thống loa truyền thanh. Đây là một trong số nhiều hình thức tuyên truyền của xã Tân Lập. Bên cạnh pano, bảng, biển được treo ở trung tâm xã và tuyến đường các thôn nhằm giúp người dân tiếp cận với những thông tin chính thống, chính xác. Quan điểm của địa phương cơ bản cái nhất là tuyên truyền. Còn tất cả những khi mà ban chỉ đạo và đã căn cứ vào tình hình dịch bệnh đã tuyên truyền nhân dân để thực hiện cái công tác phòng chống dịch. Nếu như những hợp mà cố tình chúng tôi rất là cương quyết để xử phạt. Đấy cũng là cái biện pháp vừa là ngăn chặn vừa là tuyên truyền cho nhân dân để người ta thực hiện đúng theo những cái việc để chấp hành cái công tác phòng chống dịch. Nhiều địa phương ở huyện Yên Mỹ còn thực hiện tuyên truyền lưu động đến các khu dân cư để nâng cao hiệu quả truyền đạt thông tin đến người dân. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và Tổ phản ứng nhanh ở các địa phương của huyện Yên Mỹ thường xuyên kiểm tra, bám sát cơ sở để kịp thời phát hiện và xử lý những tổ chức cá nhân không chấp hành quy định phòng chống dịch. Vừa gặp gỡ tuyên truyền trực tiếp, đồng thời chấn chỉnh nếu có những hành vi vi phạm quy định. Sẽ chấp hành theo quy định của nhà nước, tuyệt đối là không làm để ảnh hưởng đến bà con nhân dân. Chúng tôi cũng mong dịch qua đi để chúng tôi còn được trở lại hoạt động. Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 từng nói, mỗi xã phường là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch COVID-19. Vì vậy, mỗi người dân cần có ý thức chung tay phòng chống dịch bệnh cùng các ngành chức năng, không thực hiện các hành vi trái quy định gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch. Có như vậy, dịch bệnh mới sớm được đẩy lùi, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân trở lại bình thường. Thưa quý vị và các bạn, gia đình ông Nguyễn Văn Thiểu, thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang từ lâu đã có truyền thống hiếu học, là một điển hình trong phong trào hiếu học tại địa phương. Nối tiếp truyền thống hiếu học, ngày nay ông cùng các con cháu luôn nỗ lực phấn đấu, học tập rèn luyện để thế hệ trẻ địa phương học tập và noi theo. Nối tiếp sự nghiệp giáo dục của các thế hệ trước, bản thân ông Nguyễn Văn Thiểu ở thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang đã không ngừng nỗ lực học tập, phấn đấu và trở thành thạc sĩ, giáo viên trung học cao cấp. Gần 40 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có hơn 10 năm làm quản lý trường trung học phổ thông Tương Quảng Hàm, ông đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Sau khi về nghỉ hưu, ông Thiểu đã phát triển quỹ khuyến học của gia đình mang tên cụ Nguyễn Văn Ấm là thân sinh ta ông để động viên các thế hệ trong dòng họ. Thôn Phi Liệt có truyền thống hiếu học và có chi hội khuyến học cũng được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng giấy khen. Trong đó có những sự đóng góp của gia đình ban khuyến học nhà giáo Nguyễn Văn Thiểu có những sự chăm lo quan tâm đến con cháu học tập thành đạt, đóng góp tích cực cho phong trào khuyến học của tôi. Ông có hai người con trai thì cả hai đều đã thành đạt, trở thành cử nhân, kỹ sư giỏi, có công việc ổn định. Con tâu ông là chị Nguyễn Khánh Chi, cũng là một thạc sĩ, giáo viên giỏi, hiện đang công tác tại trường trung học phổ thông Tương Quảng Hàm. Sống trong gia đình có truyền thống hiếu học nên đó cũng chính là động lực góp phần vào những thành công mà chị đã gặt hái được trong những năm qua. Với hai lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, năm 2021 chị đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Với rất nhiều những truyền thống bề dày từ các cụ, rồi từ bố mẹ chồng, các anh chị em họ trong gia đình, thì bản thân tôi cũng thấy rằng là mình phải có trách nhiệm phấn đấu học tập rèn luyện. Bản thân em cũng là giáo viên, cho nên em luôn ý thức rằng là mình vừa là mẹ nhưng vừa là cô giáo, và luôn khuyến khích các con, các cháu mình tự lập, tự học. Chính truyền thống hiếu học của gia đình đã trở thành động lực để mỗi thành viên không ngừng nỗ lực học tập, phấn đấu. Hầu hết các thành viên trong gia đình ông Thiểu đều đã thành đạt và giành được kết quả học tập tốt. Trong dòng họ của ông Nguyễn Văn Thiểu hiện có 3 người là tiến sĩ, 3 thạc sĩ và nhiều kỹ sư, cử nhân, học sinh, sinh viên giỏi. Mong muốn nữa là các cháu sẽ tiếp tục phấn đấu để làm sao là học tập thành đạt hơn nữa,
để làm rạng danh cái truyền thống hiếu học của gia đình. Ý tưởng xây dựng một cái cuốn kỷ yếu của gia đình ấy là gồm có tất cả các thành viên trong ban khuyến học gia đình, kể cả những người đã học tập thành đạt cũng như những người là xã viên hợp tác xã, để qua đó các con và các cháu nhìn vào đó để phấn đấu học tập và rèn luyện để xây dựng quê hương đất nước. Gia đình ông Nguyễn Văn Thiều là gia đình tiêu biểu, điển hình, là tấm gương về tinh thần hiếu học, góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài của địa phương ngày càng phát triển. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.